Chờ chút xíu tôi chụp tấm hình làm kỷ niệm thôi. Anh Linh là thần tượng của em mà. Hả? Anh là thần tượng của em anh mà. Là thần tượng của em, cảm ơn em, nhưng mà mái tóc tên cũng là thần tượng của anh. Em là Chử Văn Sơn, là con cháu của Chử Đồng Tử. Năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang công tác ở trung tâm huấn luyện và đào tạo bóng đá trẻ của Sao Mai. Em cũng là giám đốc và quản lý các bạn nhỏ ở trung tâm. Chờ chút xíu tôi chụp tấm hình làm kỷ niệm thôi. Anh Linh là thần tượng của em mà. Hả? Anh là thần tượng của em mà. Anh là thần tượng của em, cảm ơn em, nhưng mà mái tóc tên cũng là thần tượng của anh. Dạ, đây là một cái style của em, là em cũng để khoảng 4 năm rồi. À, đẹp khi quá, mà... thân thường quá. Em cảm ơn anh. Em ơi, nhưng mà hiện tại hiện giờ là em nói em đang sống ở đâu bên đây bạn? Dạ, hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Thủ Đức. Rồi, bây giờ mình nghe bạn gái giới thiệu nha. Rồi, mời em gái. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào và em. Tất cả quý khán giả. Em tên là Ngô Lê Trúc Uyên. Hiện tại em đang làm kế toán ở trường học tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Wow, anh chào em, anh cũng ở thi đấu ở Khánh Hòa 5 năm. Ủa là em từ ngoài Khánh Hòa vô đây luôn á hả em? Dạ, em vô hôm qua. Quay chương trình xong là ra lại. Dạ đúng rồi chị. Dạ, cũng cực và vất vả quá ha. Nãy bạn trai giới thiệu gì, bà con của Chử Đồng Tử hả? Em là con cháu của Chử Đồng Tử. Hôm nay em đi thì em nghĩ là sẽ gặp một nàng công chúa Tiên Dung. Ủa em tên họ gì, em đọc là họ? Em là Chử Văn Sơn. Chử Văn Sơn à. Dạ. Rồi bạn gái cho tôi biết được những cái khuyết điểm và những ưu điểm của bạn đi. Theo mọi người nhận xét thì em là một cô gái tự lập, hòa đồng, hay cười và rất là hiểu chuyện. Mình có nhược điểm gì không? Dạ, nhược điểm thì em rất là thích ngủ, em ngủ rất là nhiều, rất là hay quên và em lười xếp quần áo. Hay ngủ là sao, rồi mình đi làm rồi? Ví dụ sáng 7 giờ em làm thì khoảng 7 giờ kém 10, kém 15 là em dậy rồi em đi làm. Thì sao kịp chuẩn bị sửa soạn? Dạ, nhà em là đối diện với cái trường của em đang làm. Em cứ yên tâm về xếp quần áo, ngăn nắp gọn gàng, anh sẽ lo việc đấy cho em. Có mới nói nha. Em có là nói em nha. Làm được những cái điều đấy. Em là người rất là ngăn nắp và gọn gàng. Làm suốt đời luôn nha, đừng cái cằn nhằn cổ nha. Em là người có trách nhiệm, em nói được và em sẽ làm được. À, anh nói cũng lâu lắm rồi nhưng mà giờ anh thấy anh có hối hận vì lời nói đó. Nói là nhớ, bữa nay có nhiều người làm chứng lắm đó. Rồi hỏi tiếp em xíu là rút đi làm về thôi thì cái đó là chị em chỉ thích ngủ nướng thôi chứ cũng đâu phải là ham ngủ. Dạ thì bình thường á em hay buồn ngủ cái giờ mà người ta ở quê ta hay gọi là giờ chó ngủ á chị. Là giờ gì? Giờ chó ngủ. Giờ chó ngủ. Dạ, chó ngủ giờ nào? Dạ. Dạ thường thường là khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ là ngủ, đến khoảng 10 giờ 11 giờ là tỉnh. Bây giờ đó giờ chó ngủ hả? Dạ. Giờ tôi mới biết giờ chó ngủ. Ủa nhưng mà có nhiều khi thì em cố gắng, em làm nhiều việc thì em cố gắng em làm. Còn mà ít thì em gần nhà em coi em có việc em về xíu xong rồi em ngủ rồi em dậy ra em làm. Rồi đó, đang đi làm xong xin làm bộ xin nhà có chuyện về là leo giường ngủ. Ngủ một chút qua làm tiếp. Em nằm khoảng nửa tiếng là em tỉnh rồi em ra. Thì nào con chó nó dậy là em dậy. Tôi hỏi chơi mà trúng thiệt. Chị ơi cho em hỏi một câu, bạn gái bên kia là bạn có thích nuôi chó không? Em thì nuôi thôi chứ em không nuôi chi. Em nuôi càng nhiều chó cũng ngủ càng nhiều, mấy chó ngủ cổ ngủ. Đã tốt nhất đừng có nuôi chó là cũng khỏi ngủ luôn. Ngủ giờ của chó mà, đúng không? Thì anh thấy em ngủ là anh biết là giờ đó là sao rồi. À, thấy em ngủ là biết giờ đó là chó nó ngủ rồi. Dạ, đâu cần phải nuôi đâu rồi biết. À, đâu cần phải nuôi. Rồi, bạn trai, bạn có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em sống rất thẳng thắn, sang phẳng, rõ ràng. Cũng không biết chia sẻ với mọi người như nào, nhưng mà hiện tại về tình yêu thì em cũng rất là quý trọng những người con gái chung thủy. Em rất là ghét những người mà nói dối hoặc là những có những cái sự không thật thà trong cái cách trao đổi với nhau. Rồi, em có tật xấu gì không? Cái tật xấu của em thì em nghĩ là nó cũng là một trong những cái ưu điểm của em, đó là sự thật thà và hay bị người khác lợi dụng quá. Quá thật đôi khi cũng bị lợi dụng ha. Dạ. Thôi bây giờ mình chia sẻ chút xíu về đường tình của mình đi bạn em gái. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Chuyện tình cảm thì em cũng đã từng trải qua một mối tình kéo dài nửa thập kỷ đó chị. Chia tay cũng được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Quen lâu vậy lý do tại sao chia tay? Do bạn trai là lăng nhăng đó chị. À lại là cái điều đó là em không chấp nhận được. Không chung thủy ha. Dạ.
Cô gái này cô nói như vậy có nghĩa là cô sẽ rất là trung thủy ha, bạn trai yên tâm ha. Rồi thôi, một câu chuyện buồn. Bạn trai, tình trường mình sao? Tình trường của em thì em cũng chỉ có quen đúng một người. Người con gái đấy thì hiện tại là cũng đang ở bên nước ngoài. Đó là một trong những cái giai đoạn mà em cũng rất là khó khăn. Thì nó cũng có những cái sự cố của tuổi trẻ. Lúc đấy không tránh được cái sự nông nổi. Thì em chia tay cũng được 4 năm rồi. Và cũng không quen một ai cả. 4 năm qua là không có để ý tới ai luôn. Em có một cái tính cách của em là em rất là ra ngoài đường em cũng không để ý đến con gái. Mặc dù biết là người ta xinh nhưng mà em cảm nhận là tại sao, em đặt một câu hỏi là tại sao mình như thế này mà người ta không nhìn, tại sao mình đi nhìn họ là gì? Trời, sĩ diện quá hả? Coi như bạn mình thế này ta không nhìn. Cũng em vậy mà anh còn nha. Nhìn mà đừng có chi cô nào không nhìn đúng không? Không cũng vậy cũng tốt. Chẳng nha. Để chút tôi qua tôi nhìn coi sao. Thôi được rồi. Như vậy là chúng ta cũng đã có một cái những cái mối tình mà đã qua rồi ha. Thành ra là mình bỏ qua đi, bây giờ mình tìm lại mối tình đây là dạ. Có như mối tình đầu và cũng là mối tình cuối nha. Dạ. Rồi, bạn gái muốn tìm một chàng trai như thế nào? Em gái. Dạ em chào. Ồ, xinh Linh. Quá, chào em. Dạ em muốn tìm mẫu bạn trai của em thì ngoại hình thì cao 1m7 cho lên. Có luôn. Anh 1m1 bẻ đôi không gãy được không em? Khuôn mặt thì mũi đừng có thấp quá. Mũi thấp rồi sao? Dạ em không có thích thôi. Không thích mũi thấp hả? Dạ. Mũi này hơi bị thấp. Dạ, mặt đừng có ốm quá. Đâu về em đi sửa được rồi. Mặt này quá ốm. Gì nữa? Răng đừng có hô nữa anh. Răng đừng hô. Dạ. Hơi hơi. Không hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Không có luôn. Người đừng có gầy quá, mặt thì gầy, người cũng đừng có gầy. Sao anh Linh? Thôi được rồi, anh nói vậy cho em trong lòng em gọi là băn khoăn chút thôi. Rồi chút em nhìn em tự đánh giá thôi ha. Trời ơi trời. Nói chung là nãy giờ anh chụp, em coi anh mới chụp mấy tấm hình nè. Thôi, chụp tấm bữa gửi qua liền nha. Em có email không gửi qua liền. Có làm rồi, bên nhà gái không ha, ha, chị tập đẹp vậy đó. Rồi nói vậy để cho em lo lắng thôi, rồi vậy nó mới hồi hộp chứ. Nhưng thông báo cho em biết á, đây từng là cầu thủ bóng đá nha, đúng không em? Dạ. Cầu thủ bóng đá thì cũng chuẩn lắm nha. Đá ở vị trí lượm banh ý thủ môn. Thủ môn hả? Dạ. Chụp gôn đó, chụp 10 trận là vô đủ 10 trận. Đâu em chụp 10 trận vô được nhưng mà em chưa chụp được cô nào. Chụp 10 trận vô đủ 10 trận tức là vô sân đủ 10 trận á. Rồi yên tâm đi. Dạ. Nhà trai thấy đàn gái là nhà trai chịu rồi đó, dễ thương rồi. Em cảm ơn người anh. Mà đã từng là thủ môn á, đã từng nghe em chứ phải hiện tại. Mà đã từng bây giờ hết chơi rồi, nó xù ra mập xấu lắm em ơi. Đã từng thôi. Em thích mập á chị ạ. Nhưng mà bây giờ á, mấy anh này nhiều khi á là em chào chị. Hồi xưa trời ơi xấu quá. Trời ơi cái gì vậy, trời ơi. Chị ơi cho em hỏi một câu này nhá. Bí quyết gì chị đẹp vậy? Chị đẹp tại vì chị chỉ thích nhìn những trai đẹp thôi. Cái mình hưởng hương hoa cái đẹp của người ta. May quá đẹp. Em xấu. May quá em xấu. May quá em xấu mà sốc quá ha. Em hiểu lại lý do anh Quyền Linh đến chụp hình vụ gì rồi. Sao vậy chị? À khó nói em ơi. Khó nói nên lời. Cái anh này hồi đó anh làm cầu thủ ở Nha Trang phải không em? Em ngày xưa em thi đấu ở Nha Trang 5 năm. Fan nữ nhiều lắm phải không? Em đi. Là em dắt gái mà. Thì em nhát thôi nhưng mà người ta đâu có nhát em. Em cũng không biết là tại sao nhưng mà em đi ra đường thì con gái cũng thích mà đấy, con trai thích em. Chị kỳ vậy trời. Hồi nãy anh nhìn là anh thích liền đó, chụp hình liền đó. Con gái không thích mà con trai thích. Dạ. Rồi lý do tại sao ra đường mà con gái đẹp thì lại không nhìn? Vậy là thích nhìn trai đẹp. Không, vì quan điểm của em không phải, nó cũng không thể tồn tại mãi theo thời gian được. Tại sao em phải đi nhìn họ với không, họ không phải nhìn mình? Thì quay ngược lại, họ sẽ đặt câu hỏi mình xinh như thế này, mình đẹp như thế này, tại sao người ta không nhìn mình? Vậy là cuối cùng không ai nhìn ai hả? Không ai nhìn ai. À vậy thì bây giờ em mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một bạn gái là trung thủy, thật thà và cá tính một chút. Cho hỏi câu cuối, câu này hơi riêng tư xíu. Thẹo trên mặt em là do đá banh hay là do? Dạ, do em đá banh là ngày xưa thủ môn thì chụp banh phải ra không? Banh thì chân gầm giày của cầu thủ hay lướt qua mặt và mi mắt các thứ. Cái banh ở bên đây mà em chụp nó cái cà xuống dưới không? Dạ đúng rồi.
Chị sao chị ngày xưa không theo bóng đá nữ nhỉ? Chị mê với cầu thủ. Theo bóng đá nữ thì chắc bây giờ em nghĩ chị thành ngôi sao chị rồi. Chị không làm gì được đâu, chị té hoài tại chị nặng á. Cảm ơn em nha. Dạ em cảm ơn chị. Rất là không biết nữa, không biết là đẹp hay không, nhưng mà nói chung là đặc biệt người ta sẽ nhìn. Thôi bây giờ em cứ hỏi người thân của em đi. Dạ hôm nay em đi với anh họ của em. Trời. Với gì? Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Theo em thì em với Uyên thì sống từ nhỏ với nhau, cho nên tụi em rất là hiểu nhau. Thì em nhận xét về Uyên thì rất là sống rất là tình cảm, chung là cũng hơi lười chút thôi. Từ sâu với mối tình đó thì rất là khó là kén chọn. Còn về bạn trai bên này thì anh thì em thấy thì về ngoại hình thì nó cũng không đạt về cái tiêu chí của em lắm. Nhưng mà đàn ông thì cũng không quan trọng cái ngoại hình như vậy. Về sự nghiệp công việc thì anh thấy cũng khá là ok, ổn định. Thì em nhận xét như thế. Tại chứ nhận xét về con trai nó cũng không phải là sở trường của em lắm. Hôm nay mình đi với ai em trai? Hôm nay em đi thứ nhất cả bố nuôi của em và ba người phụ huynh là ba người anh đã giúp đỡ. Và bố của em cũng là những người giúp đỡ cho em có được những ngày như hôm nay. Rồi, cho gặp bố nuôi đi ha. Thứ nhất là chào Quyền Linh và thứ hai là Cát Tường. Dạ. Thứ ba toàn thể khán giả có mặt tại hiện trường hôm nay. Qua giới thiệu về cô bé thì bố thấy thì được đấy Sơn ạ. Thế còn dạ. Tùy hiểu trong cái lúc mà các bạn hẹn hò và tìm hiểu thêm. Sơn thì người con trai thì quá thẳng thắn và hiền, nhút nhát. Còn cô bé thì có cái cá tính rất là tốt thì hai bên nó hỗ trợ. Thì bố thấy về sau tương lai của các con là được. Vì bố thấy là hai bên đều có nghề nghiệp đầy đủ. Bố thấy là được đấy con ạ. Dạ con cảm ơn dạ, bố. Cảm ơn. Rồi cảm ơn chú. Bây giờ là tụi anh sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt ha. Dạ. Nhưng mà theo anh trước khi mở rào mình làm láng hết chỗ này luôn được không? Trường hai bên đây thôi. Anh làm giống như mình làm. Làm bên nhà gái em hoang mang rồi nha anh Linh. Chớp đây nè. Anh có tông đơ làm sẵn luôn nha. Được ok anh nha. Ok. Thấy chưa, làm giống như mở ra giống như trái bóng luôn. Dạ vâng. Kéo rèm nha. Mở rào. Chuẩn bị để xem anh chàng này thế nào nhá. Chào em, anh có dạ. Một món quà tặng em là cây xương rồng. Dạ. Và anh muốn nói với em rằng thời gian dù khắc khổ như thế nào, cây xương rồng này nó vẫn sống mãi, nó vẫn trường tồn như tình cảm của anh sẽ dành cho em. Dạ, cảm ơn. Món quà thứ hai đó là một chiếc đồng hồ. Và anh muốn nói với em rằng thời gian sẽ chứng minh cho anh biết tình yêu của anh dành cho em như thế nào. Cao dữ ha, thủ môn cao ghê ha. Ok. Rồi em cảm ơn. Em thì em có món quà tặng anh là một quyển sách. Quyển sách này thì nói về ẩm thực của quê hương em. Thì em mong là nếu mà chúng ta có hẹn hò thì em sẽ đưa anh về quê và ăn hết tất cả những món trong quyển sách này. Ok, anh muốn ôm em được không? Vậy mà không nói đi được gặp gái nữa nha. Rồi bây giờ sao? Bây giờ cảm nhận về đầu tiên gặp nhau thế nào? Cho em nói trước. Anh thì em thấy anh tướng tá thì cũng được. Tại sao cũng được? Mặt anh hơi ốm quá. Có... em lại muốn người mặt tròn kia là vì phải, em là ốm lắm là, rồi. Anh nghĩ là không phải một phần do tự anh lo cuộc sống của anh nên không có thiếu một cái bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Hiện tại bây giờ anh đang là 72 cân, nếu anh lên 75 cân thì lúc đấy chắc là anh sẽ mập hơn. Ăn hết cái cuốn sách đó là mập mà, em lo gì. Em góp ý luôn đi để em thay đổi luôn. Muốn gì đó anh nhìn anh góp ý luôn đi. Dạ, đầu tóc của anh có thay đổi được không vậy? Nếu em muốn anh thay đổi, anh sẽ vì em để thay đổi. Anh sẽ vì em để thay đổi. Thôi kệ đi em, vậy cho vui em cạo luôn hay là nhìn. Em cạo luôn hay là hết giống như cái bóng. Anh góp ý luôn đi. Dạ, nếu mà cạo thì cạo luôn, còn không thì để tóc bình thường chứ đừng có. Anh có một quan điểm, không phải anh có một quan điểm ấy. Sự gai góc ở bên ngoài không thể đánh giá được con người ở bên trong. Khi em có thể nhìn thấy hình ảnh bên này, nhưng mà ở bên trong tâm hồn của một người nó sẽ làm cho em lay động về điều đấy. Anh yếu đuối lắm, dễ vỡ lắm em ơi. Em nhìn cây xương rồng không? Dạ. Anh sẽ là sự gai góc đó và anh sẽ luôn luôn bảo vệ em. À, bây giờ vô chuyện tình yêu đi nè. Bây giờ là yêu xa. Anh có ngại yêu sao? Anh chưa bao giờ quan trọng chuyện xa hay gần.
quan trọng là tình yêu của anh dành cho em nó có đủ lớn để mình rút ngắn khoảng cách đấy hay không. Em thấy anh là người như thế nào về tính cách, về con người, về mọi thứ? Dạ thì em thấy anh nhìn thì cũng chững chạc, không biết nghĩ với người khác. Là anh bảo anh không thích con gái lăng nhăng, anh thích trung tình, thì em nghĩ anh cũng là một người trung tình, thì cái đó em rất là thích. Ở Ninh Hòa anh cũng có bà ngoại nuôi ở ngoài đấy. Em ở Ninh Hòa thì em ở nông thôn. Em ở chỗ nào? Phải thị xã, em ở xã. Anh không quan trọng về điều đấy. Dạ. Chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào? Em muốn anh gặp em như thế nào? Thì lúc nào rảnh, thì có thời gian thì gặp nhau thôi. Anh thì không theo một cái lập trình nào hết. Có thể là ngày hôm nay thích, ngày mai anh sẽ bay ra với em luôn. Cuối tuần em nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nếu mà em thích, trong lòng em muốn thì em sẽ bay vô thôi, không có gì hết á. Ngày kia em còn ở đây không? Ngày chủ nhật. Dạ, chủ nhật thì đám hỏi của em gái em ở Phan Thiết. Thì trong ngày thứ bảy em sắp xếp em về đó. Tại sao không phải là chiều nay mà là ngày kia? Vì hôm đó là ngày sinh nhật của em. Nếu vậy thì em sẽ bay đồng kia tổ chức sinh nhật chứ. Đi xuống Phan Thiết luôn. Được thì anh đi cùng em về Phan Thiết ăn đám hỏi rồi tổ chức sinh nhật ở đó luôn. Nhưng mà nãy anh nghe có chi tiết rất hay. Bà ngoại nuôi. Dạ. Ở đâu? Ở Khánh Hòa. Tức là gần Ninh Hòa gần... Không, ở trong thành phố, trong ở Ninh Hòa ngoài thôn. À. Dạ. Có em gái nuôi nó ở Ninh Hòa không? Dạ không. Nhiều người nuôi quá. Nếu mà có bà ngoại nuôi ở đó thì cũng là một điều kiện thuận lợi đúng không? Dạ. Đó, em phải hỏi cái địa chỉ ở đây là xã nào này kia để em biết về chứ đúng không? Em nghĩ là sau chương trình thì em sẽ lấy của bạn về thông tin, rồi hai đứa bọn em sẽ đến với... Em sẽ tự đi. Ừ, tự đi. Chứ không... Thế cái kế hoạch kết hôn như thế nào? Em nghĩ chỉ khoảng 4-5 tháng. Hỏi bạn gái coi bạn có chịu. Em có muốn điều đấy không? Dạ em thì chỉ cần bây giờ chỉ người phù hợp để em... Anh có phù hợp với em không? Làm sao người ta trả lời câu đó được? Văn hóa của bọn anh rất là Tây. Và bọn anh cũng rất là thoáng. Khi mà suy nghĩ như thế nào anh sẽ hỏi em như vậy. Ví dụ nhà anh nói là anh rất là thích em. Thì anh sẽ nói rất rất thích và anh nói sự thật điều đó. Và anh cũng muốn từ khía cạnh của em nói thật với anh. Và sau này chúng ta có những cái sự khúc mắc thì chúng ta có thể chia sẻ nhau bằng suy nghĩ đó để anh khắc phục. Đó. Yeah. Okay. Bây giờ đặt một vấn đề ra. Nếu như hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau và tiến xa hơn nữa, chúng ta ở đâu và làm gì để phát triển kinh tế? Em nghĩ là em thích cuộc sống trong Sài Gòn vì nó cho em sự tự do, thoải mái. Em nghĩ sao về điều đấy? Em thì em thích xa nhà. Ví dụ từ nhỏ thì em cũng lại muốn đi học xa, đi lập nghiệp ở Nha Trang rồi đi về. Nên là em cũng muốn là bây giờ em kiếm một người nào đó ở xa, nhưng mà người ta đủ điều kiện để mà lo lắng, yêu thương, chăm sóc cho em. Anh nghĩ là em sẽ về đội của anh. Anh sẽ đưa em thành ngôi sao. Những gì anh nói ra, anh sẽ làm được. Anh đủ điều kiện để lo cho em. Được, đó. Nếu nói thẳng như thế là được ha. Bây giờ anh thấy em... Cái banh nè, chốt cái banh nè. Em bây giờ em thể hiện cái tài năng của em cho cô ấy xem đi. Để thuyết phục cô ấy trước cái đã. Với cái câu chốt hồi nãy là được rồi đó. Ừ. Còn chuyện gì đến thì tùy cô gái nha. Nào. Ở đó được rồi á, bắt đầu. Thôi được rồi, nói chung điều kiện đây không có nhiều để cho em làm nha. Nãy giờ nói chuyện qua lại thì anh nghĩ rằng em gái cũng đủ bản lĩnh để quyết định chúng ta nên bấm nút hay không bấm nút. Điều đó tùy thuộc vào các bạn, tùy thuộc vào trái tim của các bạn, tùy thuộc vào sự suy nghĩ của các bạn nha. Đây là một nửa yêu thương của mình có phải hay không? Đây là người mình phải tin tưởng hay không? Để giao phó cả cuộc đời mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha em gái. Cho em xin nói một câu. Nói đi em. Có hai người phụ nữ anh sẽ quỳ trước mặt, đó là mẹ anh và em. Và trong tương lai anh sẽ làm điều đấy với em. Chúng ta đến đây và đó là cái duyên, nên anh sẽ rất muốn đi cùng cả em những đoạn đường cuối cùng. Ba tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Nhấn nút chứ không phải là đập cái nút. Nhấn. Đó. Em gái có bấm nút không? Dạ. Không rồi bấm mà em. Nào.
thực sự anh rất muốn em gái bấm nút. Bởi đây là một chàng trai rất là chân thành. Anh đã nói đến mức như thế, anh ấy cũng ấn tượng, cũng đẹp trai. Nhưng lý do tại sao vậy em gái? Em không phải là em không bấm nút, là không phải là em không thích ảnh, mà em còn một chút gì đó suy nghĩ nên là em không bấm. Thôi, cái đó là quyền của em. Mình tên là Trần Ngọc Đăng Khoa, 33 tuổi. Mình quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hiện giờ em đang sống và làm việc ở quận 10. Nhà em làm sản xuất cho sơn, cho đồ gỗ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và toàn thể quý khán giả. Em chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Phượng Hoàng, năm nay em 24 tuổi. Em sống và sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc tại quận 1, là nhân viên văn phòng, kế toán. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em hay vui vẻ, hòa đồng. Em hay cười lắm. Em cũng chịu khó, kiên trì. Em có thể chịu cực được. Điểm xấu của em là hay nóng tính lắm. Dễ bộc ra trên mặt em lắm. Em hay bộc lộ cảm xúc của mình ra và mau quên. Nhiệt tình, dễ thương mà hơi nóng tính. Hay bộc lộ cảm xúc bên ngoài. Những người này là phải nói là họ rất là vui vẻ, nhưng mà đôi khi nóng mà họ kìm cảm xúc không được, đúng không em? Bộc phát thôi, nhưng mà lòng thì tốt lắm. Em giống y chang như anh vậy đó. Rồi, xin mời bạn trai nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, dễ làm quen. Nhưng mà lại một cái là cơ thể em là em không nhậu được. Ui, tốt rồi. Có nóng tính không? Em nghĩ thì em cũng không nóng tính, nhưng mà cũng chịu khó lắng nghe và hiểu chuyện. Nhưng có tật xấu gì không? Em hay chịu người yêu quá. Tốt chứ. Đã có người yêu khoái có gì đâu người. Nhưng mà nó thành ra là cái có thể em không gặp đúng người, là thấy em chịu vậy thành ra là nghĩ là em yêu thương quá rồi, cái gì cũng được hết, cho nên càng lúc càng như là muốn ỷ lại, đúng không? Kiểm soát em, muốn em thay đổi theo người ý người ta mà không cần biết là em có thích hay là không thích. Em thì những lúc đó em lại kiểu chịu anh cho em cho qua. Rồi khúc mà không chấp nhận nổi nữa thì đó là coi như tình cảm nó cũng hết, nên dễ cũng đổ vỡ chia tay rồi. Anh thấy là tính của em, cô bên kia được đó, bên kia rất là kiên nhẫn, kiên trì ha. Anh thấy hai người cũng hợp về tính cách đó. Cái đó không phải tật xấu đâu, mình chiều phụ nữ không có gì xấu đâu em. Kệ. Anh chia sẻ vậy em cảm thấy như thế nào? Mình có được đằng chân lưng đằng đầu mình ăn hiếp ảnh không? Dạ chắc cũng có. Trời ơi chắc cũng có. Dạ chắc cũng có. Trời ơi chắc cũng có. Phụ nữ ăn hiếp đàn ông là chuyện bình thường. Tình trường mình sao em? Em có trải qua hai mối tình. Mối tình gần đây nhất thì em đã kết thúc cũng được gần một năm rồi. Em quen cũng được 2 năm. Do vấn đề tôn giáo, gia đình anh ấy không có chấp nhận theo đạo. Ủa em là em có đạo hay em gái? Em hỏi ảnh đi coi. Dạ, sao em có đạo anh. Em trai có đạo không? Em có đạo. Quá. Em yên tâm rồi ha. Mấy cái vụ này trục trặc hoài luôn á. Rồi tình trường mình sao em trai? Em cũng quen cũng nhiều người, mà trước năm 30 thì em không nghĩ tới chuyện lập gia đình. Nhưng mà sau 30 thì em thực sự em chỉ tìm hiểu là hai người, hai bạn. Bạn thì lại là nhà là quy y, gia đình ở đó không chấp nhận. Với lại một bạn nữa là sống nghiêm khắc quá, nghiêm khắc trong khuôn khổ á. Ví dụ đơn giản là Tết đi, chơi trong nhà, mình cũng đánh bài hên xui, mình Tết nha vui, thì bạn đó lại nó nghĩ lại là chơi một xíu sẽ chơi nhiều thì kia, nên những cái đó bạn cũng không chấp nhận, rồi lại gây gắt rồi cãi nhau nữa. Bạn cũng nghĩ cũng đúng đó, tính ra là nếu mình đánh riết rồi nhỏ nhỏ thì đôi khi mình ghiền đánh lớn thì sao? Chỉ là như em chơi trong nhà em thôi, người trong gia đình như bà con nên ăn mặc, cách nói chuyện hay là ăn uống hay là đi chơi bên ngoài hay nhiều thứ lắm. Bắt theo phải theo ý của mình đó đúng không? Dạ đúng. Vấn đề chỗ là em qua 30 rồi. Em có muốn thật sự là muốn lập gia đình chưa? Sau 30 là em đã nghiêm túc. Nghiêm túc lập gia đình. Hoàng muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em không có quan trọng về ngoại hình của bạn trai, nhưng mà em mong bạn trai của em là người chín chắn, biết lo, biết nghĩ cho gia đình, không có gia trưởng. Hoặc bác cũng được, còn không thì em cũng có thể là nói chuyện, bắt chuyện trước với bạn trai cũng được, cũng không vấn đề. Mình làm dâu được không em? Được chị. Được ha. Em thì thích con trai ớt hơn em, cao hơn em, nhưng mà trước giờ em từng quen toàn những người tròn người với lại cũng thấp thấp. Mong muốn thì như vậy, còn không được thì cũng không sao ha. Miễn tốt với mình, yêu thương mình là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, còn bạn trai, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Em thì em thích một người cũng vừa vừa, người khoảng chừng 1m55 tới 1m6. Không ốm quá, người có da có thịt tròn tròn múp múp mếp mếp chung ha. Phụ nữ với có da có thịt dễ thương ha. Dạ nhìn dễ thương. Rồi. Biết hiểu chuyện thì cũng như là thông cảm. Gặp nhiều người lớn thì biết điều xíu là được rồi. Rồi, phụ nữ dễ thương lắm sao đâu. Để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Trời ơi,
có da có thịt lắm luôn á. Đúng như ý em nói luôn. Chàng gái dễ thương, nụ cười rất là có duyên ha. Nãy giờ em nghe chàng trai bên đây nói chuyện thì em thấy có một chút gì đó nó tâm đầu ý hợp không? Cũng có anh. Trời, giọng dễ thương lắm á. Nếu gì về làm dâu, em làm dâu được không? Em làm dâu thì được, nhưng mà em không biết là ba mẹ anh có chịu nổi em không thôi. Tại vì em cũng dữ lắm. Em dữ dữ chồng chứ, dám dữ chứ mà bà già chồng hả? Trời đất ơi, nấu nướng gì được không? Dạ, có, em thích nấu ăn. Nhưng hình như người ta ít ăn hơn em. Dạ, cái này em đã giảm cân rồi đó anh. Giảm rồi đó hả? Dạ. Cái này là múp múp thôi, không có mập. Nhưng mà em gái, em không thích cái gì, tật xấu gì của người đàn ông? Em chỉ không thích người đàn ông là lúc nào cũng càm ràm với lại la mắng. Quan trọng là lúc mà khi người ta nóng giận lên đó thì người ta mới bộc lộ ra cảm xúc thật. Nóng giận bộc lộ chỉ có em bộc lộ thôi. Nãy em nói đúng không? Dạ. À, giống tính tôi á, nóng là cái bộc lộ thể hiện luôn rồi, xong cái hết liền. Sao anh này hiền lắm, anh thấy được á. Nay là giảm cân rồi hả cưng? Cười rất là tươi ha. Nhịn ăn hay là tập thể dục hay là dạ, như thế nào? Cái này em ăn kiêng với lại em tập gym. Cũng bắt đầu giảm cân là 7 tháng nay rồi. Cố gắng thêm xíu nữa. Không phải giảm thêm 5kg nữa em. 5kg nữa là được. Chào em. Dạ, thưa chị. Thích người múp míp hả? Dạ. Thích của nào trời trao của nấy ha. Dạ, hy vọng vậy. Hy vọng vậy ha. Rồi, bây giờ thiếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ cỡ 1 năm. Vợ nhỏ tuổi hơn mình nhiều nhiều á, em có ngại gì không? Em không thấy không có vấn đề gì, chồng là hiểu nhau thôi. À, hồi xưa em chưa muốn lấy vợ cho nên là em chưa có quyết liệt. Lần này là phải quyết liệt nha. Dạ. Chứ đừng làm mất duyên con gái người ta ha. Dạ. Em trai đi với ai vậy? Em đi với má với lại thím với dì. Chào cô. Chào MC Quyền Linh, chào diễn viên Cát Tường. Dạ. MC Cát Tường. Em là dì của Đăng Khoa. À. Đây là mẹ, mà mẹ run quá không nói được. Thấy cô bé này cũng nói chuyện có duyên, khuôn mặt cũng dễ thương nhưng mà có là hơi mỉm mỉm. Không sao, em nó tập gym này được. Mẹ là thấy đồng ý, hai gia đình có đạo là mẹ cũng mừng lắm rồi. Dạ, con cảm ơn. Cảm ơn cô. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bố mẹ, với cô, với lại chị. À, chào. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Thì đây là cha và kế bên tôi là mẹ của cháu Phượng Hoàng. Thì cũng nói thêm là cái cháu của Phượng Hoàng này đó thì đúng là tính nóng, cũng giống mẹ. Nhưng mà cái được cái là cháu có bản lĩnh, tôi phải công nhận. Chẳng hạn như cháu mũm mĩm nhưng mà cháu giảm cân thì dứt khoát là giảm cân. 7 tháng nay cháu giảm được 20 kg à. Còn về công việc làm á thì nói chung là cháu trải nghiệm rất là nhiều công việc, thấy được chỗ đó thì thấy rất là bản lĩnh. Cháu cũng có cái khuyết điểm là nấu ăn thì cũng không được nhiều bằng anh Quyền Linh đâu. Còn những tính cách về nữ thì để nhường cho mẹ cháu nói hay. Xin nói thêm, gia đình cũng tự hào vì cháu, hồi trước cháu mập lắm, giống như cháu cương quyết làm gì thì cháu làm được, không có tự tin mặc cảm. Nên gia đình rất là mừng. Sẵn như đây gặp hai gia đình thì anh bên đây cũng dễ thương. Xin hết. Cảm ơn cô chú. Qua cách nói chuyện của mẹ thì biết rằng cô gái bên kia rất là bản lĩnh. Giảm 20 kg là bản lĩnh lắm đó. Anh mà giảm có 5-6 kg mà anh coi như anh cả năm nay anh bị stress luôn đó. Chứ không phải giỡn đâu nha. Ngày xưa em 105 lận. Bắt đầu em giảm cân là từ tháng 3, cuối tháng 3 đến bây giờ. Là em giảm bây giờ em còn lại là 76 kg. Rồi, chúc em cho anh gặp riêng chút xíu để em cho anh bí quyết giảm 20 kg nha. Yeah. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Đó. Em chào anh. Dạ, khi em gửi tặng anh. Dạ rồi, em cảm ơn. Cái này là cỏ may mắn, em cũng chúc anh luôn may mắn trong cuộc sống cái này. Hy vọng là em thích quà của anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Em thì giờ là em ở quận mấy? Dạ em ở quận Bình Thạnh. Nhà em là đạo, là hai bên nội ngoại đều có đạo hết luôn hả? Dạ đúng rồi. Anh thì thực sự nói là anh chỉ có theo đạo bên ngoại, bên nội anh thì không có đạo. À, em anh thấy em như thế nào anh? Em dễ thương, em cười tươi. Em cảm ơn. Giọng em hiền, nghe hiền. Nếu mà ví dụ em với anh mà có hẹn hò thì anh em nên giảm cỡ khoảng bao nhiêu ký nữa thì sẽ được anh ha?
nói thiệt là anh cũng như em cỡ vậy cũng là vừa, nếu có thể được thì xí thôi, cũng không cần phải nhiều quá. Như là anh giúp là không phải là ép em cứ tập rồi ăn uống bình thường là sao? Dạ, sao? Mục tiêu của em bây giờ là em còn phải giảm thêm 20kg nữa. Nên 7 tháng nữa hả? Không, nhiều lắm em ơi, 10kg nữa là được rồi. Ta nói chuyện tình yêu đi, cứ nói giảm ký hoài. Như nãy em chia sẻ, anh có chấp nhận được cái tính nóng tính của em không anh hả? Quan trọng là ta nóng, mà nóng mà ta ghim luôn thì hơi khó. Nhưng mà nóng mà ngay lúc đó rồi quên thì cũng lắm, anh ngồi anh nghe em nói thôi, sao đâu. Khi nào mà em nguôi rồi đó mình nói chia sẻ lại sao. Không, em tính thì em nóng thì em cũng dễ lắm. Em nóng rồi im một hồi, nhưng mà phải nói chuyện lại với em chứ không là không cho em. Phải nói chuyện lại, giống như là mình bắt một cái câu chuyện khác là em sẽ tự động lại quên à. Tính em cũng mau quên nữa. Vậy thì yên tâm, anh lái qua chuyện khác thôi, là coi như hết giận hết nóng thôi. Dạ. Hình dung cô gái này mà em tưởng tượng mà ốm xuống 10kg nữa là chuẩn luôn nha, mặt rất đẹp luôn á. Thường thì anh rảnh được 2-6, từ thứ ba thứ năm là đánh cầu lông. Anh thích đánh cầu lông. Buổi sáng thứ ba thứ năm là cũng có đi tập gym một xíu. Ta hẹn tập gym chung đi. Tập mua một bộ cầu lông, hai đứa đánh chung đi. Đánh cầu lông cũng ốm đó em. Dạ, em thì chưa biết đánh. Nếu được thì anh có thể chỉ em cách đánh cầu lông cũng được. Xem phim á, em thích xem phim thể loại cái gì? Dạ, em thì cũng thích coi phim rạp lắm. Thấy phim nào hay là em coi. Ngày xưa là em cứ túc trực trong rạp phim. Bây giờ em đi làm rồi thì thi thoảng mới đi coi phim thôi. Một tuần cũng coi phim một lần. Nếu mà có người đi chung thì em mới đi chung. Hy vọng là anh hẹn em đi coi, đi coi chung nha. Dạ. Quan điểm thế nào về sinh con trai con gái? Mấy đứa con là đủ? Theo ý em là... Dạ, em thì không quan trọng vấn đề đó. Em trai gái đều được hết. Nếu có đông thì càng vui, mà bây giờ nuôi nổi không thôi. Chở hai đứa ba đứa là vui được rồi. Chở hai đứa ba đứa còn mày mất chết. Từ ngoại hình của em thì em cứ thoải mái, em thích tập thì em tập, nhưng mà giảm được thì tốt, không giảm được anh nghĩ cũng không vấn đề, vấn đề quan trọng lắm. Dạ. Cùng lắm dù như anh ráng anh ăn lên chứ linh ký xíu để liên hợp với em nhiều hơn thì được hơn. Dạ. Giảm hết thời gian. Dạ. Dễ thương quá. Mình cảm nhận đối phương có phải là một nửa của mình hay không. Mình bấm nút đây là bấm nút để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Có gia đình hai bên đang chứng kiến nha. Bấm hay không là quyền của các bạn nha. Chuẩn bị. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Các bạn làm tôi hồi hộp quá. Nhìn hai đứa duyên lắm á, nắm tay chặt thế nào. Nè, bắt đầu từ giây phút này, bắt đầu từ ngày hôm nay, có mặt hai bên gia đình ba mẹ và hàng triệu khán giả làm chứng. Rồi xin phép bác làm nhiệm vụ đi. Vậy gia đình cho con phép hung bán với Hoàng.